rất là biết ơn các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. ở video này chúng ta làm một số bài tập nâng cao và các bài tập ở khống chế điểm 10 toán 8. hai bài này là hai bài nâng cao còn hai bài này là hai bài toán khống chế điểm 10. bài 12 Tìm ba số tự nhiên liên tiếp. Biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 24. Ví dụ như là số à ba số tự nhiên liên tiếp, chẳng hạn như là 8, 9, 10, đây là là ba số tự nhiên liên tiếp. Người ta nói là tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 24 tích của hai số sau có nghĩa là 9 nhân 10 lớn hơn tích của hai số đầu tích của hai số đầu là 8 nhân 9 lớn hơn 24 đó có nghĩa là tích của hai số đầu cộng cho 24 sẽ bằng tích của hai số sau ra thầy ví dụ thôi nha ví dụ thầy chưa biết là ba số này là ba số nào bây giờ chúng ta cần đi tìm thầy đang giảng giải cái đề cho các em thôi mình thấy nè do đây là ba số tự nhiên liên tiếp trên có dạng là thầy lấy dụ nha 8 9 10 đây là ba số tự nhiên liên tiếp thì có phải là 8 9 10 chính là 8 á, chính là 9 trừ 1 10 á, chính là 10 trừ 1 a à, 10 chính là 9 cộng 1 nha 10 chính là 9 cộng 1 được không nè như vậy ba số tự nhiên liên tiếp của chúng ta nó sẽ có dạng là 9 trừ 1 9 9 cộng 1 như vậy thì mình chưa biết bạn này là số nào Nên mình gọi là N Thì bạn này, bạn liền trước sẽ là N 1 Bạn liền sau sẽ là là N cộng 1 Đó, đây chính là ba số tự nhiên liên tiếp Ok Bài 12 Gọi ba số tự nhiên liên tiếp cần tìm là n trừ một n n cộng một đây, đây là ba số tự nhiên liên tiếp thì điều kiện mình thấy này đây là số tự nhiên cho nên là bạn này nhỏ nhất sẽ là không Đúng không? N trừ 1 nhỏ nhất phải là 0 Như vậy thì N nhỏ nhất sẽ là 1 Bởi vì 1 trừ 1 sẽ bằng 0 Đúng không? N nhỏ nhất sẽ là 1 Rồi, nên điều kiện là N của chúng ta Phải thuộc tập hợp Các số tự nhiên khác không Đó, tập hợp này số nhỏ nhất Là 1 nè Đó, N phải thuộc tập hợp này Rồi lúc này Theo đề Ta có tích của hai số sau tích của hai số sau là n này, n cộng một này, đó đây là tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu tích của hai số đầu này là n n trừ một đây là tích của hai số sau còn đây là tích của hai số đầu lớn hơn là 24 có nghĩa là tích của hai số đầu cộng cho 24 thì sẽ bằng tích của hai số sau đó từ bay từ từ cái phương trình này chúng ta sẽ giải ra tìm n nha mình giải này nhân vào n nhân n là n bình n nhân n nhân 1 là n bằng này nhân vào n bình trừ n cộng 24 rồi ở đây mình thấy là n bình n bình thì rút gọn nè còn đây là trừ n thì chuyển qua anh trái là thành cộng n bằng 24 n cộng n bằng 24 thì rõ ràng n của chúng ta sẽ bằng 12 đúng không vì 12 cộng 12 là bằng 24 thỏa điều kiện nha thỏa điều kiện vậy chúng ta kết luận đúng không vậy ba số tự nhiên liên tiếp cần tìm là vậy ba số tự nhiên liên tiếp cần tìm là n đây n chúng ta vừa tính là 12 hai vậy thì số liền trước nó là 11 còn số liền sau nó là 13. 11 12 và và 13. Rồi, chúng ta xong bài 12. Bài 13. Chứng minh cái biểu thức này chia hết cho 6 với mọi số nguyên n. thì mình biết rằng là tích của hai hay nhiều số số nguyên mà trong đó có một số chia hết cho 6 thì cái tích đó sẽ chia hết cho 6. Do đó bạn này mình sẽ rút gọn lại nha, chúng ta rút gọn lại để xem thử thế nào. Ta có n1 2n trừ n trừ 1 5 trừ 2N cộng 1 Thì nhân vào nha N nhân 1 là N này N nhân cho 2N chúng ta được 2N bình nè Chỗ này các bạn cẩn thận Mở ngoặt ra cho chắc Trừ là trừ giới cộng này nha Trừ giới cộng này cho chúng ta mở ngoặt ra N nhân 5 Mình được 5N N nhân cho trừ 2N Thì mình được trừ 2N bình Rồi trừ 1 nhân 5 Thì chúng ta được trừ 1 nhân 5 thì chúng ta được trừ 5 sorry trừ 1 nhân với trừ 2n là mình được cộng cho 2n và cuối cùng là đóng ngoặc rồi mới cộng 1 rồi bây giờ thầy bỏ ngoặc ra n trừ 2n bình trước ngoặc là dấu trừ nên mình đổi dấu trừ 5n cộng 2n bình cộng 5 trừ 2n đổi dấu các số hành trong ngoặc cuối cùng là cộng 1 rồi bây giờ mình rút gọn Đó mình nhân tung hết vào bây giờ mình rút gọn nè Mình thấy ở đây là 2 n bình Ở đây là Trừ 2 n bình là hết nè Rồi tiếp theo Mình thấy là trừ 5 n với trừ 2 n là trừ 7 n Trừ 7 n cộng với n là mình còn trừ 6 n 5 cộng 1 là 6 À chúng ta sẽ phân tích thành nhân tử ha, thầy lấy 6 ra ngoài. Mình còn trừ n cộng 1. Hay nói khác là 1 trừ 1 trừ n. Đó, mình thấy nè, cái tích này chứa số 6 này. Mà bạn này là số số nguyên, do đó bạn này sẽ chia hết cho chia hết cho 6, điều phải chứng minh. Đó, có số 6 này nên chia hết cho 6. Rồi, chúng ta xong bài 13. và chúng ta xong hai bài nâng cao còn bây giờ chúng ta sang hai bài khống chế điểm 10 bài 5 cho biểu thức này tính giá trị lớn nhất của biểu thức A tính giá trị lớn nhất của biểu thức A thì uh, bài này kỹ nhất là đầu tiên là chúng ta đi tìm điều kiện xác định của biểu thức này nha điều kiện xác định điều kiện xác định là điều kiện của x để mà cái mẫu nó phải khác không được chưa đây bài năm này điều kiện xác định điều kiện xác định là x bình trừ cho 2 x cộng 5 nó phải khác không Yeah. rồi thì uh, cái bạn này thầy thấy là sẽ khác không rồi đó ha khác không rồi đó tuy nhiên là chúng ta không cần phải chỉ ra tại sao nó khác không nếu mà các em chỉ ra tại sao khác không thì tốt còn không cần cũng được nha yeah. đây bây giờ thì chỉ ra bạn này khác không nè x bình trừ 2x trừ 2x chính là trừ 2x nhân 1 cộng 5 á chính là cộng cho một bình rồi cộng 4 đúng không 5 chính là một bình cộng 4 thì cố tình thì tách ra như vậy để bạn này là hàng đẳng thức nè bạn này chính là x trừ 1 tất cả bình cộng 4 đó rõ ràng bạn này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không mà cộng 4 nữa thì bảo đảm luôn khác không đúng không luôn đúng với mọi x đó có nghĩa là điều kiện xác định là biểu thức a xác định với mọi giá trị của x còn nếu mà chúng ta không giải ra thì khi mà chúng ta tìm x á thì chúng ta sẽ thế lại vào đây nè thế lại vào đây mình xem thử thỏa mãn điều kiện xác định hay không ok bây giờ mình À, phân tích bài toán nè. Mình thấy rằng á tử là số 16 cố định rồi. Còn mẫu á là mình chưa biết bằng bao nhiêu. Mẫu biến thiên. Các em xem đây. Nếu mà 16 chia 16 thì hiển nhiên bé hơn 16 chia cho 15. Bé hơn 16 chia cho 10, 14, bé hơn 16 chia cho 10, 13, bé hơn vân vân. Mình thấy nè, cái mẫu á mà càng giảm 16, 15, 14, 13 càng giảm thì cái phân số đó sẽ càng càng tăng. Cho nên là để a mà đạt giá trị lớn nhất thì cái mẫu này phải đạt giá trị nhỏ nhất. Được không? Đó. Để a đạt giá trị lớn nhất thì để a đạt giá trị lớn nhất thì cái mẫu phải đạt giá trị nhỏ nhất Đó kì đó. Mẫu đặt giá trị nhỏ nhất nè, cái mẫu này x bình trừ 2x cộng 5. x bình trừ 2x cộng 5. Khi đó ta có nè, khi đó ta có x bình trừ 2x cộng 5 phải đạt giá trị nhỏ nhất nè. Mà bảng này lại bằng như chúng ta vừa phân tích. Bạn này chính là bằng bạn này đúng không? x 1 bình cộng cho 4. Bạn này thì bằng bạn này. Mà bạn này thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 4. Đó, bạn này thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. 0 mà cộng 4, một số lớn hơn hoặc bằng 0 mà cộng 4 thì cái số đó sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 4. Được chưa? Chúng ta có điều này. Đó. Có nghĩa là bạn này đạt giá trị nhỏ nhất khi bạn này bằng 4 Đúng không? Vậy X bình trừ 2X cộng 5 Đạt giá trị nhỏ nhất là 4 Tại X bằng Để mà bạn này đạt giá trị là 4 Thì X sẽ bằng bằng 1 Tại X bằng 1 Khi đó, a của chúng ta bằng a của chúng ta là bằng 16 mẫu là là 4. Mẫu này. Mẫu này, mẫu là 4 thì bằng bằng 4. Rồi tới đây các em chú ý là mình phải thử lại. Thử lại xem là có giá trị nào của x để a nó bằng 4 hay không. Nè thử lại thử lại tại x bằng x bằng 1 thì a của chúng ta bằng 16 x bằng 1 thì 1 bình trừ 2 nhân 1 cộng 5 x bình x bình chính là 1 bình trừ 2 nhân 1 cộng 5 bằng 16 5 cộng 1 là 6 6 trừ 2 là 4 16 phần 4 bằng 4 Được không? Rồi bây giờ mình kết luận Đó mình thấy là tại x bằng 1 Thì A đặt giá trị lớn nhất là 4 à, Kết luận Vậy A đạt giá trị lớn nhất là là 4 tại x bằng x bằng 1. Ok. Đó, đây là một bài toán à không chế điểm 10 ha. Chúng ta sang một bài toán khống chế điểm 10 nữa. Tìm A cộng B biết biểu thức này bằng biểu thức này. Thì các em chú ý, thông thường những bài như thế này á là hai cái mẫu này nè chúng ta nhân lại với nhau sẽ bằng cái mẫu này. Là Không tin thì các em cứ nhân thử xem hai cái mẫu này nhân với nhau sẽ bằng cái mẫu này. Thì để mà tìm a và b thì việc đầu tiên thầy sẽ cộng hai cái phân hai cái phân thức này lại đã nè đây tìm a cộng b thì chúng ta phải tìm a tìm b rồi mình cộng lại ta có x bình cộng 5 x mũ 3 trừ cho 3x trừ 2 bằng a x trừ 2. Giờ thầy muốn cộng lại thì thầy đi quy đồng mẫu. Quy đồng mẫu hai bạn này. Thì bạn này mình cần nhân cho cái lượng là x cộng 1 tất cả bình. Mẫu nhân cái lượng x cộng 1 tất cả bình thì tử cũng nhân cho lượng x cộng 1 tất cả bình. Rồi bạn này là b x cộng 1 tất cả bình để mà quy đồng mẫu thì bạn này chúng ta cần nhân cho lượng x trừ hai mẫu nhân cho lượng x trừ hai thì tử cũng nhân cho lượng x trừ hai các bạn chú ý là bài trên thì chúng ta cần viết điều kiện xác định vì chúng ta cần tìm giá trị của x nào đó để cho biểu thức a nó đạt giá trị lớn nhất nè, yeah. có nghĩa chúng ta đi tìm giá trị lớn nhất của ý thức a thì chúng ta phải chỉ ra là x của chúng ta nó đạt giá trị nào đó và giá trị đó có thỏa mãn điều kiện xác định hay không cho nên chúng ta cần tìm điều kiện xác định còn bài này thì chúng ta không cần tìm điều kiện xác định bởi vì chúng ta không cần tìm x được chưa mình không cần tìm x cho nên mình không cần tìm điều kiện xác định mình chỉ cần tìm a và b thôi Đó. tuy nhiên là các em làm điều kiện xác định thì càng tốt không sao cả nhưng mà không cần thiết thôi rồi hai bạn này mẫu giống nhau rồi bây giờ thầy cộng lại nha x bình cộng 5 x mũ 3 trừ 3 x trừ 2 bằng hai bạn này mẫu giống nhau rồi thầy viết một mẫu thôi x trừ 2 x cộng một tất cả bình tử này lấy hai tử cộng lại a nhân tiện thầy nhân vào luôn nha thầy thầy khai triển bạn này ra luôn là x bình cộng 2 x cộng một cộng cho này thầy viết lại b x trừ hai và như mình phân tích lúc đầu hai cái mẫu này nhân với nhau sẽ bằng cái mẫu này Vì x mũ 3 trừ 3x trừ 2 bằng x trừ 2 nhân với x cộng 1 bình Nên Mình thấy nè, hai cái phân thức này bằng nhau Phân thức bên trái bằng phân thức bên phải Mà hai cái mẫu bằng nhau nữa như vậy thì để hai phân thức này bằng nhau thì hai cái tử nó phải bằng nhau, đúng không? Mẫu nó bằng nhau này, mình chỉ ra này, mẫu bằng nhau này, mà hai phân thức này lại bằng nhau nữa, trên tử nó phải bằng nhau. Nên là tử đây là x cộng 5 phải bằng cái tử bên này. Đó, bằng cái tử bên này. Thì nhân vào luôn nha. Phải bằng a x bình cộng 2ax cộng a. Bằng này nhân vào luôn. bx trừ cho 2B Rồi bây giờ xử lý làm sao Làm sao để chúng ta tìm A và B Thì à, Bình thường á Là X bình cộng 5 Thì làm kỹ cho các em thấy nè Bình thường là x bình cộng 5 nếu mà chúng ta viết được thành AX bình cộng cho 8 đi. A x bình cộng cho B đi. AX bình cộng B. Như vậy các em thấy nè. X bình cộng 5 chính là 1 X bình cộng 5. Như vậy thì để mà 1 X bình cộng 5 bằng A X bình cộng B. Thì chúng ta dễ dàng thấy được là A nó phải bằng 1 và B nó phải bằng 5. Đúng không? Đó. Ok không? Nếu A bằng 1 B bằng 5 thì có phải là x bình cộng 5 bằng x bình cộng 5 này. Rồi bây giờ trường hợp khó hơn một xíu. Mình có một x bình cộng 5 là vế, vế trái. Còn vế phải chúng ta sẽ phân tích thành A trừ 1. Hay là A trừ một số gì đó thì đang ví dụ bình cộng cho B cộng cho 6 đi. Thì để mà hai bạn này bằng nhau á, thì có phải là A trừ 1 của chúng ta phải bằng bằng cái số 1 này. Và B cộng 6 sẽ bằng bằng số 5 này. Đồng ý chưa? Đó. Để mà dấu bằng xảy ra thì bạn này phải bằng 1 và bạn này phải bằng 5. Rồi bây giờ mình thử phân tích nha. Mình thử phân tích bạn này ha. X bình thì viết thành thành 1 x bình. Đó mình thêm số 1 thôi không sao cả rồi bạn này là ax bình này ở đây là 2x ở đây là bx mình lấy x ra ngoài thì mình được 2a cộng cho b x còn đây là a trừ 2b cộng cho a trừ trừ 2b lúc này không có giống như chúng ta vừa phân tích không có giống như là x bình cộng cái bạn này đúng không a à, x bình cộng bạn này không giống nó có thêm cái x nữa à bài này lắc léo hơn một xíu nữa nó thêm cái x thì giờ làm sao thì bạn này bên trái này bên trái là ở đây là một x bình nè cộng cho không x đúng không 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 có x nào hết có nghĩa là cộng cho không x rồi cộng cộng năm đó các em đồng ý không bên trái là bằng cái bạn này còn bên phải thì viết lại AX bình này, cộng cho 2A cộng cho BX cộng cho A trừ cho 2B Đó thì lúc này chúng ta thấy nè Ở đây là X bình nè X nè Đây X bình nè X nè Đây số hạng tự do nè Số hạng tự do nè Như vậy thì để hai cái bạn này bằng nhau á Thì có phải là A của chúng ta phải bằng một nè Rồi bạn này thì sẽ bằng phải bằng không nó mới giống được đúng không và bạn này sẽ bằng bằng năm thì lúc này bên phải và bên trái nó sẽ giống nhau có nghĩa là nó bằng nhau đúng không đó từ đó chúng ta suy ra nè a của chúng ta phải bằng một cái đây gọi là đồng nhất thức nha đây là phương pháp đồng nhất thức 2 a cộng b sẽ bằng bằng không a trừ cho 2 b sẽ bằng 5 đó. Chúng ta cần tìm hai số A và B sao cho thỏa mãn ba điều kiện này. Thỏa mãn ba điều kiện này. Đây, mình được A bằng bằng 1. A bằng 1 mình thế vào đây. Là 2A cộng B bằng 0. 2A cộng B bằng 0. Thì B của chúng ta phải bằng bằng trừ 2 đúng không? A bằng 1 mà. 2A cộng B bằng 0 thì B bằng trừ 2. Rồi mình thấy A bằng 1, B bằng trừ 2 mình thế vào đây thử thỏa mãn hay không? a bằng 1 b tr- 2 mình thấy rồi đây trừ 2 nhân với trừ 2 mình được 4 4 như 1 và 5 thỏa mãn Ok Vậy là a bằng 1 b= bằng trừ 2 họ tìm ra A và b rồi đó đề đó là tính tìm a cộng b tìm a cộng b vậy a cộng b sẽ bằng a là 1 b là tr- 2 chúng ta được ừ 1 rồi chúng ta xong các cái bài tập này ha thì uh, có bài nào khó mà các em muốn thầy giải giúp thì các em uh, gửi vô zalo cho thầy nha thầy sẽ tổng hợp và thầy thấy những cái bài nào mà có khả năng ra trong các đề thi thì thầy sẽ giải cho các em rồi rất là biết ơn các em đã xem hết video. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.